Hello, hello, chào mừng quý anh chị em bà con lại quay trở lại với thế giới xe cú tài xe máy thanh đoàn. Và trong buổi chiều hôm nay em Hiền tiếp tục cập nhật tất cả những dòng xe đang có mặt tại cửa hàng. Và như quý anh chị em bà con cũng đã biết, xe máy thanh đoàn chuyên mua bản trao đổi tất cả những dòng xe đã qua sử dụng, từ dòng xe rẻ tiền đến dòng xe cao cấp, từ dòng xe số đến dòng xe ga, và nằm ở địa chỉ số nhà 465-471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình đường 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Vâng, và ngày hôm nay xe máy thanh đoàn về rất nhiều xe để phục vụ anh chị bà con. Và mở đầu cho buổi chiều ngày hôm nay, em Hiền xin gửi đến quý anh chị bà con một siêu phẩm. Vâng, một chiếc Basic phiên bản màu vàng đồng rất mới và đẹp luôn. Dàn chân lốc tán cực kỳ mới đẹp, đầu nồi zin máy êm. Vâng, rất mới và đẹp, hai gương còn zin theo xe anh chị bà con nhé. Đây, quá đẹp luôn. Mang biển 59P147836, xe đăng ký lần đầu tiên 2012. Xe có chống trộm đầy đủ này. Đó, inox đồ dàn đồng còn rất sáng luôn anh chị bà con nhé. Đồng hồ còn đẹp luôn. Và để chiếc xe này em Hiền sẽ chào bán với giá 23.500.000 đồng. Quý anh chị em bà con đến mua xe sẽ được test thử chạy thử, có chính sách bảo hành từ 6 tháng 1 năm, bình đề 6 tháng anh chị em bà con nhé. Đó, và đây một chiếc siêu phẩm ngày hôm nay. Anh chị em bà con cần đổi những chiếc xe nào thì liên hệ em Hiền, ví dụ có những chiếc xe cũ không đi, mình đổi những chiếc xe đẹp hơn để đi. Quá mới luôn anh chị em bà con ạ. Họ tìm ra chiếc thứ hai luôn. Rất tuyệt vời, rất siêu phẩm luôn, với giá 23.500.000 đồng. Đó, và hôm nay em Hiền cũng vừa về một chiếc Novo LX phiên bản màu vàng mâm màu đồng luôn. Phuộc màu đồng là phiên bản đặc biệt cao cấp nhất của dòng Novo X. Mang biển 61G24811, xe đăng ký lần đầu tiên 2012 cho bà con nhé. Vâng, một chiếc xe đẹp như thế này em Hiền xin để quý anh chị em bà con với mức giá 7.500.000 đồng. 7.500.000 đồng cho một chiếc Novo bánh mâm. Vâng, xe vừa lấy về chưa rửa nhá. Đây, mấy cái này là đất cát rửa lên bao đẹp luôn. Đó, màu vàng mâm đồng, đầu nồi zin máy êm với giá 7.500.000. Và đây một chiếc quay rời đích màu xám kết hợp với màu đỏ bánh mâm thắng đĩa này. Đầu nồi còn 100% zin nguyên bản luôn anh chị bà con nhá. Đó, màu đỏ kết hợp với xám nhám này. Đời cuối 2018-2019, biển 70G164892. Lưu ý là bánh mâm thắng đĩa luôn nhá. Vâng, và Hiền sẽ chốt chiếc xe này để quý anh chị em, cô dì chủ bác xa gần một chiếc quay RSX FI cuối 2017-18, đầu nồi zin máy êm với mức giá 15.000.000. 15 triệu đồng có ngay một chiếc xe quay RSX FI, xe chạy đúng 14.000 cây, màu đỏ kết hợp với màu đen nhám anh chị em bà con nhé. Và mọi người anh chị em bà con cùng theo chân em Hiền. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, thanh đoàn vừa về một chiếc Jupiter MX mang biển 51V34136, một chiếc Jupiter màu bạc kết hợp với màu đen. Đó, xe này là xe Thái 100% anh chị em bà con nhé. Đầu và nồi còn đi luôn. Jupiter Thái vừa lấy về chưa rửa đây. Đó, mọi người thấy ông hơi không? Đầu và nồi còn riêng nguyên bản luôn. Xe cực kỳ mới và đẹp luôn anh chị bà con nhé. Rất mới và đẹp luôn. Khó để tìm ra chiếc xe thứ hai, một chiếc xe đã đi rất lâu mà còn mới đẹp. Đặc biệt là xe Thái với giá 14.800.000 đồng. 14.800.000 đồng cho một chiếc xe Jupiter MX xe Thái nhập nguyên con. Đấy, mọi người nhìn nhá. Đèn rất là đẹp luôn anh chị bà con. Và đây là một chiếc quay RSX bánh mâm thắng đĩa này. Đầu nồi 100 zin nguyên bản luôn, với mức giá 10.000.000 đồng. Đó, dàn chân rất mới luôn anh chị bà con nhé. Đây, bánh mâm đĩa mang biển 61F111048, màu đỏ kết hợp với đen và có thêm màu trắng. Đó, lốc máy zin nguyên con và xe cực kỳ mới luôn anh chị bà con nhé. Đúng 10.000.000 đồng. 10.000.000 đồng cho một chiếc RSX bánh mâm thắng đĩa luôn. Đó, xe vừa lấy về miền chưa lột keo ra. Đó, đây, đem đồ rin đét luôn anh chị bà con nhé. Đó, đèn sáng này, không bị bế sức nha. Đó, và đây một chiếc ẹc mang biển 93P2 32041. Vâng, một chiếc ẹc cuối 2018 luôn, phiên bản màu xám lông chuột, đầu nồi lốc máy rin nguyên con từ đầu tới chân,
vào một cặp bao tay kiếng, một chiếc gương kiếng luôn. Đó, mọi người thích gương rin thì miền báo gương rin, ai thích gương kiếu thì miền để gương kiếu nhá. Và chiếc xe này đời cuối 2018 rin nguyên con, với mức giá để quý anh chị em bà con 25.800.000 đồng. 25.800.000 đồng cho một chiếc ẹc 150 phiên bản màu xám lông chuột đời cuối 2018, cực kỳ mới và đẹp luôn. Đó, rất nhiều đồ kiếng đã được vôi cho chiếc xe này, và máy móc thì rin nguyên bản từ đầu tới chân luôn nhé. Vâng, và tiếp tục em Hiền sẽ review một chiếc Vario 150 phiên bản màu cũ 61D1 89629, một chiếc xe màu vàng cát, một trong những màu đẹp nhất của dòng Vario. Xe đầu và nồi còn 100% rin. Đây, có một cặp gương cực kỳ đính của đính luôn anh chị em bà con nhé, rất đẹp luôn ha. Đó, rất mới và đẹp. Và chiếc Vario 150 phiên bản màu cũ hàng bò mẫu, em Hiền để quý anh chị em cô dì chú bác ra gần với mức giá 58.500.000 đồng. Anh Hưng cứ ra chạy thử thoải mái đi. Dạ không sao hết, mình cứ từ từ coi. Mấy khi lên được cửa hàng em Hiền cứ coi thoải mái thôi, coi khi nào chán đi thôi. Vâng, và tiếp tục đây em Hiền sẽ review chiếc SH1 phiên bản cuối 2018, phiên bản chìa khóa thông minh màu đỏ đô kết hợp với đen. Một chiếc xe chìa khóa thông minh cực kỳ lướt luôn. Và điều đặc biệt là chiếc xe này biển số cực kỳ VIP luôn, 36333. Đấy, thứ ngũ quý 3 luôn à. Đó, rất đẹp luôn anh chị em bà con nhá. Từ dàn lóc, dàn áo, dàn trơn, thậm chí là hai chìa khóa này. Đây, con này để quý anh chị em cô dì chú bác ra gần với mức giá 48.500.000 đồng. Chị cứ từ từ coi đi nhá. Và đây một chiếc xe biển 20C1-20498, một chiếc xe keo nguyên con từ đầu tới chân. Xe này keo nguyên con chưa lột anh chị em bà con nhân đời cuối 2017 luôn. Xe này là cực kỳ còn luôn, keo nguyên con từ đầu tới chân đây. Đấy, dàn áo là không một vết trầy, toàn bù keo luôn nhá. Con này để quý anh chị em bà con với mức giá 24.800.000 đồng. Đây, một chiếc ẹc quá mới và đẹp, màu đỏ đẹp đen cuối 2017. Ngày hôm chiều hôm nay em Hiền vừa chào đón Mai vợ chồng và một em bé đến từ thành phố Tây Ninh. Đó, thành phố ở Tây Ninh, không biết là thành phố gì ở Tây Ninh, quên mất tiêu rồi. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng ủng hộ thanh đoàn. Và em Hiền có một chiếc AB125. Xe này thì cũng nói luôn, đầu và nồi có làm rồi, máy giữa chưa trẻ, dàn áo ngoài cũng có trầy nhá. Đó, xe này là màu đỏ luôn. Con này mang biển 59 thành phố nhá. Và em Hiền sẽ bán rẻ cho mọi người về dòng Ron nhá. Cái này anh chị mua góp mà. Cái này anh coi vô tư vấn góp đi. Hỏi là anh chị có đưa trước không, hay không đưa trước anh tư vấn nữa. Con này để quý anh chị các bạn với giá là 16.500.000 đồng nhá. AB125 đầu nồi làm rồi, máy giữa chưa trẻ, dàn ngoài có thấy trước nhá. Đó, nói đúng sự thật luôn anh chị bà con nhá, mua xe là nói đúng. Đây, chiếc xe ẹc 135-37N1-07288 màu trắng xanh, bánh mâm thắng đĩa để quý anh chị em cô dì chú bác ra gần. Vâng, với mức giá 15.800.000 đồng. Và đây em Hiền vừa về một chiếc Phu Trần-eo. Con này đầu nồi đi không anh? Cái này này, GT bán rồi. Cái này đầu đã có làm nhưng mà máy dưới chưa ché và máy cực kỳ êm luôn mọi người này. Đó, Phu Trần-eo nhá. Con này để anh chị bà con đúng 15.800.000 đồng. Biển số 36N2-2350. Máy cực kỳ êm luôn nhá. Đây, nói chung là xe đã đi lâu thì cái việc làm máy ít khi khó tránh khói được. Nhưng trong quá trình mua bán thì thanh đoàn luôn nói đúng cho anh chị em bà con dễ mua, dễ lựa chọn Phu Trần-eo này. Đó, ốc đồ còn rất mới luôn, chìm trò ha. Máy thì khỏi phải bàn cái, cực kỳ êm luôn, với giá 15.800. Đây là cũng lý do tại sao mọi người cũng đừng thắc mắc tại sao xe mẫu cũ lâu rồi mà giá lại cao như vậy nhá. Đó, tại vì cái mẫu Phu Trần-eo này máy chạy cực kỳ chất luôn. Và đây chiếc AB màu xám kết hợp với màu đen AB đầu mò, AB đời 2011-12. Mẫu xe này thì nó ra chỉ có 2 năm, 2011-12, mang biển số 68 P1-020-77, mức giá 12.800.000 đồng. Quý anh chị em bà con xem xe ưng con nào mình có thể đặt cọc trước nhá, em Hiền sẽ hỗ trợ ship về. Và đây là chiếc Vision màu đen nhám lên mặt nạ SH này.
Đó, rất là đẹp và mới luôn. Phiên bản đặc biệt cao cấp nhất của dòng Vision, biển số 68D158498. Đó, chìa khóa thông minh với mức giá để quý anh chị em các bạn 24.800.000 đồng nhé. Và quý anh chị em bà con cùng theo chân em Hiền, ngoài những chiếc xe đang quay thì tại cửa hàng em Hiền còn rất nhiều xe để cho anh chị em bà con tham khảo và lựa chọn. Những chiếc quay Blade hiệu Honda đời 2015-16, xe vừa lấy về chưa rửa, yên hơi rách, em Hiền sẽ bọc lại yên anh chị em bà con nhé. Nhìn cái yên là không muốn mua được, đúng không? Cháu quá cháu luôn. Mua thì mình sẽ bọc lại yên cho mọi người. Biển 68T, biển số đuôi 99 cực đẹp luôn. Con này thì cho mọi người với giá chỉ có 10.500.000 đồng. Chiêu riết FI này. Đó, FI phun xăng được thứ màu đỏ. Xe có trầy cái cáng, em Hiền sẽ sơn lại mọi người. 63B454203. Chiêu riết FI phun xăng. Cái này vừa lấy về chưa có bình nhá. Em Hiền chốt đơn nha chị em bà con. Chiếc xe này với giá 10.500.000 đồng thôi. Rất chi là rẻ luôn nhé, 10.500.000 đồng một chiếc Suzuki FE. Và đây là chiếc quay S đầu và nồi còn đinh luôn. Xe quay S đầu nồi đinh. Đánh cam thằng đĩa luôn anh chị em bà con nhé, đầu nồi đinh luôn nhé. 100% còn đinh. Đó, dàn tem đồ là đinh theo xe. Vào một cặp phục kiếng nhá. Con này mang biển số 60B100524 với giá 10.800.000 đồng. Và một chiếc quay S đầu nồi zin, bánh căm thắng đĩa nhá. Lưu ý là đầu nồi còn 100% zin luôn. Máy cực kỳ êm chỉ có 10.800.000 nên rất chi là rẻ luôn. Đây là chiếc da lướt phiên bản màu đỏ nhá cao cấp. 20.500.000 đồng. Đời 2021, chìa khóa thông minh, mang biển số 71B385771 với giá 20.500.000. Những chiếc AB đầu bò mang biển 86Z2159, con này là xin lỗi mọi người, AB FI phun xăng đời 2010-11 màu đỏ 17.500.000 nhé. Xe cực kỳ mới và đẹp luôn. Những chiếc Sirius đời 2020 màu trắng kết hợp với xanh, dàn chân ốc tán như mới luôn, với giá 13.500.000 đăng ký lần đầu tiên 2020. Những chiếc Winner V1 rồi. Một trong những dòng xe bán chạy trong thời gian gần đây là Winner V1, tại vì giá cá phải chăng rất phù hợp với túi tiền của quý anh chị em bà con. Winner V1 màu đỏ đen. Đó, xe rất đẹp và mới luôn. Đó, với giá để anh chị bà con 22.500.000 đồng, 68N1315775. 22.500.000 đồng có ngay một chiếc Winner V1 màu đỏ đen xịn sò. Ở đây là một chiếc quay S màu đỏ bạc, bánh mâm thằng bánh cam thằng đĩa, dàn chân ốc tán cực kỳ mới luôn. Xe này để mọi người 10.500, 67T16719 nha. Xe cực kỳ mới liên lạc, dàn chân ốc tán sáng luôn rồi nhá. Xe dàn chưa mới lấy về chưa rửa thôi. Đây là chiếc Vision 61G144 này. Xe rất mới luôn. Đây mọi người nhìn dàn ốc của nó này. Những xe này thì về máy móc và cơ bản riêng nguyên con từ đồng cho chân. Thế còn quay S đang nổ máy mọi người nhé. Nãy giờ vẫn còn êm ru luôn á, rất êm luôn. Con này để mọi người 13.500.000 nhé. Đó, và ngoài ra thì mình có những chiếc xe X-Bike Novo 5.800.000 đồng. Này X-Bike 6.8 Agelo 7.500. Sirius 6.800.000 đồng. Máy đẹp con. Dàn ngoài có xuống theo 5 tráng. Tay ga 6.500.000. Điểm 59 nhá. Và đây là toàn bộ những hình ảnh quen thuộc tại cửa hàng Thanh Đoàn cho anh chị em bà con cùng xem và tham khảo. Những chiếc voucher cực mới và đẹp luôn. 21.500.000 đồng, 74L1 20743. Inox nguyên con, dàn tem zin 100%. Đấy mọi người cùng ngắm nhìn với miền có đáng đồng tiền không ạ? Đó, củ bô còn chưa tết luôn. 21.500. Cực kỳ mới luôn anh chị em bà con. Đó, rất mới đẹp luôn. Ốc tán của nó này, em Hiền đã quay cái gương tí nhá, cầm niềng sáng bóng luôn. Dàn áo này nhìn mê luôn anh chị em bà con nhé. Đáng đồng tiền để anh chị em bà con lựa chọn. Acelo 12 năm, xe dọn nguyên con, dọn từ dàn áo đến dàn nóc luôn nhé. Và đây một chiếc da nớt cuối 2020-2021 luôn. Xe mới chạy được 2.000 cây số thôi. Đó,
có mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé. Rất mới và đẹp luôn, quá tuyệt vời. Mang biển số 86B857180, da nớt màu cam nâu, 19.500.000 đồng, cũng đăng ký 2019 luôn. Mang biển số 83P362229. Ở đây em hiện có những chiếc Vision màu đỏ đô, mang biển 69N150416. Chiếc xe rất mới đẹp, dán keo nguyên con từ đầu tới chân, 24.500.000 đồng. Và đây là chiếc xe Vision 2016 với giá 19 năm. Xe cực mới và đẹp, biển số 70E123415. Một chiếc Toyota 125-2020-2021. Một chiếc xe màu đen nhám ôn tay với giá 18 năm mới chạy được 4.000 mấy 5.000. Xe hai gương còn đinh theo xe, rất mới và đẹp, anh chị mặc con nhé. Đó, mọi người cùng vào xem, tham khảo và lựa chọn cho một chiếc xe vừa túi tiền nhé. Một chiếc Atila xe cơ, dán keo nguyên con, có 102. Vâng, một chiếc xe đi rất lâu nhưng mà cực kỳ mới luôn. Toàn bộ đang dán keo từ đầu tới chân với giá 6.800.000 đồng. Đó, ở đây là còn keo nguyên con luôn. Đó mọi người thấy không? Rất mới luôn anh chị bà con. Biển 60B132627. 2 chìa khóa đinh, chìa khóa chống trộm đầy đủ luôn. Ở đây là chiếc F 21 năm, màu xanh GP, biển 76S112389, 21.500.000 đồng. Và ngoài ra tại cửa hàng em hiện còn rất là nhiều xe để anh chị em bà con tham khảo và lựa chọn nhé. Đó, đây. Quá nhiều Way Alpha, F 135 với giá 18 năm, F 21 năm, BCX 34 năm, Future 18.500.000 đồng, bánh mâm thắng đĩa này. Đó, F 21 năm 2016 da lớn, biển số Thành phố Hồ Chí Minh 21 năm. Video 150 tầm 385 đến 40 41 triệu. Một lần nữa cảm ơn anh chị em bà con đã theo dõi, đồng hành, ủng hộ Thanh Đoàn. Chúc mọi người anh chị em bà con dồi dào sức khỏe, bình an và luôn được hạnh phúc nhé. Em Hiền xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo mọi người nhé.